Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì video cuối tuần em lên cho các anh rất là nhiều cần câu luôn nha các anh nha. Nói chung là số lượng là lớn. Hôm nay thì em gửi đến các anh cần câu máy mini nè, cần câu tay mini nè, lóng ngắn nè, tiện lợi cho các anh mang đi câu. Và cần câu tay lóng dài thì em về những mẫu mã đẹp và tốt cho mình, chất lượng ha. Có cũ thì cũng có phải có mới thôi. Rồi có thêm cần gấp khúc nè, hai khúc, ba khúc. Và phía sau gửi đến các những một lô cần câu ISO khen bé có chiều dài là trên 5m, 5m, 6m3 và 8m cho mình luôn nha. Rồi, thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692. Thì cuối tuần các anh sang xem kênh em, ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ kênh nha. Và xem đến hết video luôn. Mình xem cần để giải trí ha. Thì rồi trước tiên thì các anh cho em xin phép lên cái lô này trước đã. Em gửi đến các anh cái mồi này để cho các anh về các anh câu có thể đi câu lu cá lóc, cá chim, cá mú, cá chẽm được nha. Đây là mẫu mồi mềm có tổng cộng số lượng là 40 con nha các anh. Nhiêu đây 40 con và nó có hỗn hợp cho mình ha, hỗn hợp những con sâu hay là những con cá gì đó. Đấy, con sâu con bọ gì đó. Và nó có kim tuyến, nó óng ánh khi xuống nước á, nó sẽ đánh cái ánh sáng dụ cá rất là ngon lành. Và các anh lắp lưỡi câu để vào để câu ha. Đây, nó có mùi nha các anh nha. Ở đây thì nó đã ủ mùi cho mình sẵn rồi. Nó sẽ có những con sâu nữa. Nói chung là hỗn hợp thập cẩm cho mình nhé. Những con này thì xuống nước thì các anh cứ lu theo kiểu lu dít hết nha các anh nha. Đấy, mùi này thì nhảy lóc lắm. Rồi ok, thì em bán nguyên combo 40 con là với giá là 99.000 nha. 99.000 các anh cộng ship giúp em. Đảm bảo về các anh sẽ ưng, đi câu sẽ ưng, rất là ngon nha, có mùi ạ. Đầu tiên em gửi đến các anh là cần câu tay lóng ngắn trước, rồi sau đó sang cần mini, câu máy. Cái đầu tiên nè, đây là cần chất liệu carbon nha các anh. Đây, cái này là một cây của thuộc hãng Quýt, nè, độc lạ, lâu lâu mới có một cây, có cái ngoại hình tem mát như vậy nè. Đấy, carbon test. 4m5 ra càng đắt thẳng luôn, bao thẳng luôn, độ cứng là 3-4h luôn ha. Có thể câu rô giết chép rô phi nè. Đấy, cá trôi được luôn. Cái căn này dài là 4m5, lóng ngắn thu gọn 55cm. Hàng bãi Nhật về nha. Có mã code của hàng Quýt đây nè. Ở đây thì nó là một cái cảnh báo nguy hiểm ha, nguy hiểm điện nó giật á. Đây, ngọn căn là ngọn đặc. Cái này nước sơn của nó, nước sơn ngọn á, nó sơn màu màu như cái lóng cần luôn. Phôi xoắn toàn thân nha. Và độ mới cái này là nó cao. Cái này độ mới cũng được 80-85% nha các anh. Em đâu rồi, đậy vào trong cái là phôi lóng bên trong. Các anh về các anh chịu khó, các anh tháo ra các anh dội nước qua. Em chưa dội nước đâu. Mình lâu xong cái mình đậy vô cái nó lại dính bụi à. Ra rất là thẳng nha các anh. Nguyên vẹn không lỗi lầm luôn. Cái này đường kính ngọn sẽ là 0.7 ly, trọng lượng 116 g. Giá bán 468.000. Đó, giá may mắn cho các anh. Mã số 1 468. Rồi sang mã 2. Gửi đến các anh một cây độc lạ khác nữa. Cái này của thương hiệu Tiga. Tiga. Carbon rod này. Này, chữ đẹp lắm các anh. Chữ đẹp ha. Kafugan, Kafukan. Dài là 4m5. Cái này thu gọn là 56cm. Bên dưới nó có một cái lỗ thoát nước nè. Có khen buộc bảo hiểm nè. Cái này nó nhúng ra, nhúng vào để cho nó thoát nước ra nha các anh nha. Chứ nó cố định là nó không thoát được đâu. Rồi, tay cầm của nó còn siêu, các anh về các anh xé ra là dùng. Đầu ngọn cần là ngọn đặc ha. Đầu ngọn này, cái này nè, nó sở hữu cho mình cái đầu bu xoay 360 độ chống xoắn dây. Cái này độ cứng cho mình là 3-4h luôn. Và cần ra thẳng tấp luôn nha. 3-4h. Tôi có nghĩa là độ này nó cao. Rồi. Giá bán là 500k. Cho em mã số 2 500.000. Cần carbon. Rồi em sang mã 3. Mã 3 này á, cái này nó còn đẹp lắm các anh. Mà cái tay cầm á, người dùng á, họ dán băng keo như vậy nè. Và họ làm cái loại băng keo họ dán cứng luôn các anh. Em xé ra nè, em xé nó như vậy nè.
Này các anh thấy cái phôi nó giờ nè, cái phôi bên trong nè, nè cái nước màu ghi nè, các anh thấy đẹp không? Là tức có nghĩa là tay cầm này nó còn nguyên vẹn và đẹp bên trong á, bởi vì nó dán băng keo này nó hơi xấu thôi nha. Rồi, cái này thì dài 36. Một cây lóng ngắn nội địa Nhật Bản nha, có tem vàng. Cái này thì thu gọn của nó là 55 cm các anh. Ngọn cần đây, ngọn đặc. Đẹp lắm các anh, bên trong nó đẹp lắm. Tức có nghĩa là cây này nó còn độ mới cao. Đa rất là thẳng và độ cứng tốt nha. Cái này độ cứng 4H luôn đó các. Nó đa thẳng và độ nảy nó tốt luôn. Độ nảy á, nảy về vị trí cũ nhanh lắm, cực kỳ nhanh luôn ha. Đó. Rồi, đường kính ngọn 0.7 ly. Còn trọng lượng của nó đi kèm luôn cái băng keo này luôn nha, là 95g các anh. 95g. Giá bán sẽ là 500k. Đấy, bán giá thấp cho các anh luôn các anh. Những mẫu này nó bán giá 550, 600 không, mà hôm nay em để giá tốt à. Trên mã số 3 nha, 500.000. Có đi kèm túi vải nha, mã số 3 đi kèm túi vải màu xanh nè. Rồi sang mã 4 này, mã 4 một cây đẹp nữa. Cây này đi kèm túi vải màu đen. Đây, hàng Nhật có tem vàng nữa nè. Rồi cái cần này là một cây thương hiệu Pohnpei nha. Chiều dài cần là 5m4. Này mẫu mã đẹp này, chữ đẹp, độ mới cao nè. À, những cái cần mà không có nắp chụp thì em sẽ tặng kèm cho các anh nắp chụp luôn nha. Các anh yên tâm, em sẽ tìm lựa những mẫu nắp chụp nào phù hợp thì em gắn vào. Tay cầm của cái này được bọc siêu chưa xé. Độ mới cái này rất là cao. Cái này độ mới cũng phải 90%, trên 90% luôn. 5m4. Độ cứng là trên 3.5H. Trên 3.5. Ra rất là thẳng. Mẫu lóng ngắn thì tiện lợi cho các anh mang đi câu ha. Hôm nay thì em sẽ có những cây lóng ngắn này độ cứng cao. Thường thì các anh thấy cũng có nhiều cây nó độ cứng 2H, nhất là những cây cần phíp. Cần phíp thì nó chỉ có 2H, nó rất là mềm các anh. Rồi, cây này mã số 4, 5m4, cứng trên 3.5, thu gọn là 55cm, hàng đẹp nha, giá bán 550. Cho em mã số 4, 550.000. Rồi em sang mã số 5, gửi đến các anh cần câu mini ạ. À. Mini cái này là người ta sản xuất ra để cho mình câu lưu nha. Anh nào đi câu bè cũng được, câu đơn, câu bè, câu lưu, đặc biệt câu lưu. Cái cần mini này dùng cho máy đứng. Nó có phần như vậy nè, em không biết dùng máy ngang thì các anh tiện lợi, các anh dùng máy ngang thì cứ dùng ha. Cái này dùng máy đứng thì thích hợp. Đây, một cây của hãng Suzumi. Cái này hàng Nhật vẫn còn tem vàng luôn. Chiều dài của nó sẽ ở đây. 1m68, độ cứng L ghi sẵn ở đây nè. Tải mồi là 4 đến 14g mồi. Dàn khoen Fuji ạ. Ngọn bên trên là ngọn thủy tinh đặc nha. Đi về câu đơn, câu ngâm, câu bè hoặc là đánh lu cá lóc. Độ cứng L. Còn câu bình thường thì độ cứng tầm khoảng 20. Rồi, ngọn cần 2 ly trọng lượng 106g, thu gọn là 42cm thôi các anh, chỉ có 2 gang tay thôi ha. 2 gang tay. Mã số 5, giá cái này là 520k. Số 5 520. Rồi sang số 6. Này cũng là cần carbon ha. Cây số 6 là một cây compact. Cây này dài 2m4, cứng 10. Độ cứng 10 các anh. Bát vặn, bát hạng, khoen hạng luôn. Chính hạng của nó, có sứ bọc đầy đủ hết ha. Cái này đế của nó mất rồi. Em sẽ tìm cái nắp chụp, em chụp cho các anh. Dễ thôi, đơn giản. Các anh để ý cái phôi nè. Đó, phôi carbon ngon lành hết ha. Đây nó dính keo. Rồi bên trên ngọn đặc ha. Ngọn đặc cho mình. Nè, ngọn của nó nè. Nó còn dính luôn nè. Nó có còn cái viền màu đen nè. Cái này do khiên chạy chạy lên nó mắc màu thôi. Nè, nó có cái viền đen ở đây nè các anh. Đấy, thấy chưa? Đấy, chứng tỏ cái ngọn của nó còn dính. Cái này nó ghi độ cứng 10 nhưng mà độ nảy của nó lên đến 20 nha các anh. Ok cho mình, tốt đấy, câu đơn ngâm lăn xe được, mini. Rồi, chất liệu carbon. Cái này thì đợi em tí, em cân trọng lượng xem. Trọng lượng cần là 195g các anh, 195g. Đặc biệt cái thu gọn đi, đo cái thu gọn trước đi. Thu gọn cần là khoảng 52cm ạ. À. Em đề giá các anh là 520. Cho em mã số 6, 520.000.
Rồi sang mã 7 là cần câu phíp nha. Chất liệu phíp này nó rẻ hơn các. Rồi mã số 7. Cần dài 2m4. Thu gọn cần là 59cm. Dùng cho máy đứng ha. Đó, về câu chép trôi rô phi rô giết thoải mái luôn. Cá chép to 3kg cân thoải mái. Có thể câu được lên luôn ha. Cái này thì ngọn của cần là ngọn đặc. Nước sơn đẹp, khoen đẹp, cần đẹp. Để em xem độ cứng ạ. Độ cứng cấp tốt nè. Cứng 20-25 nè. Đa thẳng và độ cứng cao ha. Độ cứng cao. Đường kính ngọn 2 ly, trọng lượng 194g. Chiều dài thu gọn là 59cm. Giá bán là 220.000. Mã số 7, 220. Xe mã 8 gửi đến canh một cây có lóng dài hơn. Bởi vì cái tay cầm của nó là phần tay cầm mút dài ở đây. Cái này là có chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon nằm bên trong luôn á. Đây, cái cần dài 2m7, bạn China xuất nhập. Tổng cộng là có 6 lóng gửi đến các anh. Cái này thu gọn cần là 71cm các anh. Một khuyên chạy này trên nè. Độ mới cần là còn khá cao nha các anh. Cái này thì em theo đánh giá là trên 80%. Trên 80-85%, cho 80 đi. Rồi, cái này độ cứng 20. Mã cần câu số 8. Đường kính ngọn 2.1 ly, trọng lượng 239g. Thu gọn 71cm. Giá bán 250. Số 8 250.000. Rồi, sang số 9. Em gửi đến các anh một cây mini chất liệu phíp ha. Cái cần này có chiều dài là 2m4 của hãng Westnow. Đi kèm cho mình là dàn bát Fuji DBS và dàn khoen Fuji loại sứ trắng. Đây, khoen bát Fuji hết. Có một cái dây cho cánh buộc bảo hiểm luôn nè. Các anh có muốn xé ra bỏ xuống đây cũng được ha. Đó. Cái cần này thu gọn là 52cm. Ngọn cần là ngọn sợi thủy tinh đặc. Nước sơn là màu nâu ha. Màu nâu ạ. Đó, câu đơn câu ngâm, đánh lua thoải mái. Độ cứng cao, cứng 25. Tầm 25-30. Cái này. Rồi, dài 2m4, thu gọn 52cm, đường kính ngọn 1.9 ly, trọng lượng 180g, giá bán là 300. Cái cần có mã số 9-300.000. Em sang số 10 thì em có một cây đặc biệt đầu tiên luôn em gửi đến các anh trước nha. Cái cần này là một cây cần câu tay Shimano. Hàng đẹp, chuẩn đẹp luôn, đi kèm túi vải nè. Nắp chụp thì em sẽ tìm sâu để kèm theo cho các anh. Đây là một cây Shimano nội địa Nhật Bản có tem vàng nha. Đây, Carbon Tokyo. Chiều dài cần là 3m9. Lóng của nó không có dài đâu. Đấy, khoảng chưa tới 90cm nha. Đặc biệt ra rất là thẳng và độ cứng 4H. Đây là một cần Carbon của Shimano. Em mời các xem, đầy đủ thông tin ở đây. Chi tiết ở đây. Có sức nhẹ thôi. Còn nước sơn thì còn bóng đẹp đẹp nè. Nước sơn nó bóng lắm. Ra cần rất là thẳng và không lỗi lầm nha. Cái này ngon lành các anh. Đây. Ngọn cần là ngọn đặc. Tháp Long Phụng tại đây. Tháp Long Phụng. Cái này 4H nha. Ra rất là thẳng. Nói chung là tính ra thì cái ngoại hình của cây này hiện tại thì nó cũng rơi tầm là khoảng 85% các anh. Đường kính ngọn 0.8 ly, trọng lượng 99g. Mã số 10, giá là 860k. Số 10 cây Shimano này nha, 860. Chiều dài là 39 các anh, khổ hiếm nha. 39 là khổ hiếm. Rồi, sang 11. 11 em để xuống dưới thì cho nó dễ đếm. Cái 11 thì nó có đi kèm cái túi này nè. Túi này đẹp ghê các anh. Còn một cái túi nữa, cái túi kia đẹp nữa nè. Túi đẹp à. Mã 11, cái này là một cây dài là 4m8 của thương hiệu Silstar. Nội địa Nhật Bản luôn, các anh thấy cái phôi kìa. À. Đây, có nắp chụp đi kèm luôn nè. Tay cầm được làm nhám luôn ha. Đó, của hãng Silstar. Cái này độ cứng là khoảng 3 đến 3.5H. Mã số 11. Lóng dài ạ. À. Ngọn đặc đây.
Đó, cái này ngọn đặt toàn thân cái ngọn luôn ha, ngọn đặt toàn thân ngọn. Ra cẩn thận ha. Độ cứng thì em báo trên video, các anh nhớ độ cứng em báo ha. Chứ anh nào mà muốn tìm độ cứng cao quá thì mình cao khoảng 10H hay là 20H á, thì em bán hàng Nhật không có đâu các. Không có đâu, hiếm lắm. Cái này hàng Nhật hết. Nó có độ cứng là 2.53H, 3.54H, 4.5, 5H, 6H ha. Có khi 7H, 8H. Rồi, cái này thì dài 4m8, ngọn 0.8 ly, trọng lượng 136g, mã số 11, giá là 790 nha. Cây này nó còn rất là đẹp, mã 11 790.000. Rồi sang 12 gửi đến cái một cây Ryobi các anh, đây thương hiệu Ryobi luôn nè, phôi của nó là phôi sống độc lạ lắm đây. Đấy. Rồi Ryobi Fit the Way nha, Fit the Way hàng ít khi có lắm, nội đi Nhật Bản luôn. Cây này dài là 4m5 nè, độ cứng là em đo khoảng là 3.5H ha. Ở đây nó bám đất thì các anh về các anh đánh ra giúp em, chịu khó đánh ra giúp em. Rồi nắp chụp đi kèm nè, ngọn cần là ngọn đặc, em mời các xem nè, ngọn màu đỏ luôn ha. Fit the Way là nó làm ngọn đỏ đây, đặc luôn đó, đặc thị tinh luôn đó. Bên dưới là phôi dạng xoắn văn á các anh, xoắn lùm cồm vậy nè đó ha. Cái phôi carbon Ryobi Fit the Way này nó như vậy đó, không lỗi lầm ha. Rồi 4m5 cứng 3.5. Nắp đâu rồi, đi kèm túi vải nắp chụp luôn ha. Cái này ngọn 0.7 ly, trọng lượng 95g, mã 11, giá 790k, 11 790. Rồi sang 12 nè, Tiubu các anh, Tiubu nội đi Nhật Bản, chiều dài 4m5, hàng Nhật vẫn còn tem vàng luôn. Cái căn này thì độ cứng khoảng 3.5H, nhưng mà độ cứng nảy cao, nó nảy về vị trí cũ rất là nhanh nha. Cái này đi kèm cái túi vải đẹp lắm các anh. Cái túi này là ít khi có lắm, cái vải này là cực kỳ hiếm luôn, vải này cực kỳ hiếm ha. Rồi Tiubu 4m5, phôi cần thì nó cũng có sức nhỏ nhỏ thôi. Thật sự cái này mà các anh cầm trên tay thì các anh không có chê cái ngoại hình xước đâu. Bởi vì em lên video em soi cho các anh nó rõ quá, giống như kính hiển vi vậy đó. Chứ mắt thường mình thấy mình cầm cái phôi trên cần là mình thấy nó sướng tay rồi. Chứ ngoại hình thì mình không có tránh khỏi đâu, mình cũng không có chê nổi. Rồi nguyên vẹn không lỗi lầm. Những cây cần góc nhỏ nha các anh, 4m5, độ cứng 3.5H, độ nảy cao, ngọn 0.8 ly, trọng lượng là 97g, 4m5 97g. Những mẫu cần này thì các anh về vẫy rô, vẫy riết nè, câu cá rô, cá chép, rô phi nè, hoặc là mình đi câu suối cũng được nữa, bởi vì nó nhẹ. Cho em mã số 13, giá bán là 680, 13680. Rồi sang 14, gửi đến các anh một cây TFC của thương hiệu Nissin nha, thương hiệu Nissin ca. Cái căn này dài là 5m7, chiều dài thực của nó ghi nè các anh 5m8, tổng 6 lóng, trọng lượng là 139g nha. Tay cầm của nó cuốn chỉ ở đây nó hơi xấu, về mình xử lý lại ha. Đây nè. Rồi cái này cứng 3H các anh, cứng 3H, có nắp chụp đi kèm. Ngoại hình thì nó câu cụ theo thời gian ha. Rồi tiếp theo ạ. Đây ngọn nó đây ca, ngọn đặc ha, tháp Long Phụng đây, tháp mượt chưa. Anh nào chưa biết ngọn đặc tháp Long Phụng gọi là như thế nào thì các anh lên trên mạng các anh tìm hiểu ha, hoặc là mình có thể mình hỏi những cái anh chuyên chơi cần câu bãi. Bên trong nó cũng còn khá sáng á các anh, cái lóng ngoài thì nó mờ mờ nhưng mà bên trong cần nha là nước sơn còn khá sáng nè, có sức nhưng mà mờ mờ là nó không thấy ha. Ok. Rồi chiều dài cần là 5m7, ngọn 0.7 ly, trọng lượng 139g, giá bán cái này là 680.000. Cho mã 14 680. Sang mã 15 là một cây 3m6 các anh. Đây 3m6 nè,
tay cầm được làm nhám này, nhẹ các anh, 81g. Ở đây nó hơi xấu tí, nó do nó mắc sơn các anh. Nhưng mà cái phôi của nó ngon lành, nó không bị dập gậy ha. Nó không bị mài mòn và dập gậy. Và đặc biệt cái lóng nó, trong nó cảm giác nó dày lắm, cực kỳ cứng luôn. Rồi, 3m6. Ngọn căng là ngọn đặc. Nè, ngọn đặc nè. Đó, đặc thủy tinh luôn. Rồi, hàng đẹp ra rất là thẳng các anh. Về vẫy rô giết giúp em. Cái này cứng là từ 3 đến 3.5. Đường kính ngọn 0.7, trọng lượng 81g. Cái này em để giá các anh là 650. Cho em mã 15, 650.000. Rồi, sang 16. Một cây cần rất là nhẹ. Cái này chuyên đi câu suối luôn rồi. Mương suối luôn rồi. Nhưng mà được cái là độ cứng nó cao nữa các anh. Những cây chuyên mương suối lúc nào cũng có 2.5 thôi. Nhưng mà cây này là cứng trên 3. Nó tầm 3 đến 3.5H luôn. Đây, một cây thương hiệu Rio Olympic nha. Olympic, và có rất là nhiều chữ tiếng Anh ở đây. Cần thì đã qua sử dụng cho nên nó cũng có sơ xước nhẹ. Hàng có tem vàng nè. Có xước rồi ha. Giá em bán cho báo trên video em giảm đó, giá rất là sâu rồi các anh à. Các anh biết cái cần này, cái công nghệ IDA của nó nè, IDA của nó nè. Thấy chưa? Đấy. Cái cần nó có chất lượng cao lắm. Các anh biết về cái giá mới của nó thì các anh mới mắc hồn lận. Rồi, đầu bu xoay 360 độ nha. Nó có cái đầu bu như vậy. Và ngọn của nó màu trắng như vậy. Và tháp long phụng như vậy. Cần câu suối á, nó sẽ có cái ngọn màu trắng, nó đa phần là như vậy nha. À, nào chuyên câu mương suối thì mình lấy cái này đi. Về mình câu. Nhẹ. Dài, chiều dài và nhẹ nè. Được cái ra cần thẳng nè. Và được cái là cái độ cứng nó khá là ổn định luôn. Không có mềm lắc như những cái cây cần khác đâu nha. Này độ cứng là tốt. Rồi, 5m4, trọng lượng 108g. Ngọn 0.8 ly. Và giá bán là 730. Mã 16, 730.000. Sang 17 em có cây Shimano cho các anh. Đi kèm túi vải nắp chụp luôn nha. Đây cái Shimano Carbon dạ văn trúc là nó làm mắt trúc nè các anh. Shiva. Shimano dạ trúc. Cái này dài 3 mét ha. Đẹp chưa? Và có hai cái nắp chụp ở đây nè. Cái này thì để em đo lại cái chiều dài đi, bởi vì cái ngọn của nó hiện tại nó đang là cái ngọn ngắn, nhưng mà cái lóng gốc ở bên ngoài lóng dài lắm các. Lóng dài lắm, cái ngọn của nó ngắn à. Nó để em đo lại rồi em báo lại thông số kỹ thuật của nó cho các anh biết ha. Rồi, em ngọn đây. Ráp vào là câu được nha các anh nha. Ráp vào là câu được thoải mái. Hai cái gốc này nó đang dài nè. Này là gốc dài nè. Ngọn này ngọn ngắn nè ha. Ngọn này ngọn đặt tháp long phụng nha. Rồi, cái này ngọn là 1.1 ly, trọng lượng là 71g. Độ cứng là 3.5H ạ. À. Giá bán là 860.000. Mã 17, 860. Sang 18 em gửi đến các anh một cây săn hàng và còn ngon lành và đẹp. Cái này đi kèm túi vải màu đỏ và đi kèm nắp chụp luôn nha. Nắp chụp của nó là bằng mút này, mút như vậy. Cao su, dạng mút cao su, nó phụ cao su bên trong. Nó nhẹ lắm các. Rồi, cái này của thương hiệu Kanto nha. Kanto, hàng nội đi Nhật Bản. Căn dài 6m3, độ cứng 67H. Đẹp nè các anh, nó trồng cây lá lên trên đây nè. Rồi. Đó, đế kim loại, hai lỗ thoát nước, dây buộc, dây mây nè, dây mây. Cuốn chỉ rất là đẹp rồi. À, canh xem. Còn chưa? Có tem trắng nè. Đây là cần săn hàng nha. Anh nào đi săn hàng câu cá chấm á, chơi cây này đi. Câu cá lớn là cứ lụm thôi, cá nào cũng được. Này ra là bao thẳng cho các anh luôn. Và độ cứng 67H luôn ha. Rất là thẳng, thẳng tắp, ngon lành. Rồi, mẫu lóng dài nha. Mẫu lóng dài các anh.
lóng nó cũng phải mét 3 đó, mét 3 trở lên á, mấy cái mẫu này nè. Cái này ngọn cần là 1.9 ly, trọng lượng là 337 g. Đấy, cái trọng lượng như vậy là nhẹ ha. Trọng lượng nhẹ, dễ cầm. Và đường kính gốc tay cầm là 24.8. Giá bán cây này là 1.250.000 nha. Mã số 18, 1.250.000. Rồi tiếp theo mã 19 nha. Em xin phép lên cái cần câu tay đắp khúc ạ. Cái này thì là một cây của Daiwa nha các anh. Nhưng mà nó đã hạ lóng rồi. Nó hạ lóng rồi các anh. Đây nè, nó lấy cái này. Lấy này đưa vào có chiếc nhận sẵn này ha. Gốc này là gốc trúc nè. Rồi hạ lóng nha. Đi kèm túi vải nhung thôi. Túi vải nhung đẹp. Và có chiều dài là 4m5 các anh. Chiều dài cây này là 4m5. Phôi nó đây. Ngọn là ngọn đặc, phôi là phôi carbon nha. Cái này em để giá sale cho các anh về dùng, nó không bị lỗi đâu nha. Nó nguyên vẹn hết á, bởi vì nó câu cụ theo thời gian. Nè, cái ngọn của nó nè. Đấy, đầu của nó cũng là cái đầu dù người dùng cũ họ dùng luôn, muốn thay mới thì cứ thay mới là đẹp. Đấy. Nói chung là nó không lỗi lầm và nguyên vẹn hết nha. Phôi là phôi xoắn, anh nào muốn chơi thì lấy. Cái này thì độ cứng của nó sẽ là độ cứng khoảng từ 3 đến 3.5H về mình câu hay ra ha. Đây là mẫu cần đắp khúc, các anh bỏ những cái lóng vào bên trong. Cái này em tháo ra thôi. Đó, đắp khúc nha. Cái này thì trọng lượng của nó là 136 g, căng cả nguyên vẹn như vậy. Rồi dài là 4m5. Còn đường kính ngọn của nó là ngọn nhỏ rồi. Ngọn này 0.8 ly ha. Giá bán là 390.000. Đó. 390. Cho em mã số là 19, 390k. Sang 20 nha, em gửi đến canh cây cần câu Daiwa có hạ lóng cho mình. Thì cái này có túi vải màu đỏ này, đẹp nè ha. Túi nhung và đi kèm một cái hạ lóng cho cây Daiwa này là một cây 8m1 có thể hạ xuống 7m là các anh bỏ đi cái lóng gốc này. Đó, ví dụ như các anh câu mà các anh lỡ các anh dậm đạp chúng cái lóng gốc bị gãy đi, bị bể đi, thì các anh lấy tháo bỏ cái lóng gốc, các anh lấy lóng hai bỏ cái này vào để hạ tay, hạ lóng thành 7m. Cái này thì cần nó cũ theo thời gian nha, nhưng mà không lỗi ha. Cần nó cũ theo thời gian cái nè, nè này nè, cái màu nó xuống sắc ha. Các anh thấy cái đầu lóng luôn, nó ngon lành hết, không cây nào bị vỡ nứt lóng hết ha. Đầu lóng chắc khỏe hết, nó chỉ mắc màu thôi. Rồi, ngọn đẹp này ha, ngọn đẹp, đầu dù đẹp luôn, nước sơn ngọn đẹp luôn. Hàng không lỗi nha, bởi vì nó câu cụ theo thời gian các anh ạ. Ra cần rất là thẳng. Ồ, cái này 7H thôi. Cái này độ cứng cao, săn hàng được và có hạ lóng cho mình luôn. Rồi, 8m1 hạ lóng 7m. Ngọn 1.7 ly, trọng lượng 447 g. Mã 20, giá 1.250.000. 21.250k. Rồi sang 21 sẽ là cần câu máy các. Em gửi đến cần câu máy. Cái đầu tiên gửi đến một cây 3 khúc phôi phíp Nhật và độ mới rất là cao, cái này độ mới trên 95% luôn các anh xem, rất là đẹp. 3 khúc về câu đơn ngâm lăn xe ha, đơn ngâm lăn xe. Rồi, câu sông câu hồ thoải mái. Ngày này về đi câu sông, câu cá tra đồ tất cả ok hết. Cá tra, cá mè, cá chấm đều được. Đó. Cái này thì có chiều dài là 3m, một cây 3 khúc, độ cứng là 50 đến 80. Sở hữu cho mình là một cái bát gặp Fuji FS6, dàn khen là Fuji lòng sứ trắng luôn. Đây, độ mới rất là cao nha, trên 95% luôn. Chữ của nó đây, nó có 4 chữ này thôi. À, tay cầm bên dưới là gỗ nè ha. Ở đây hình như là có một cái đinh á. Đúng rồi, có cái đinh luôn. Để lâu nó khô keo rồi. Đinh này chích keo lại, để em chích keo lại sau cho các anh. Này, có cái đinh ha. Ok. Cái này ngọn là 3.4 ly, trọng lượng 457 g. 3 mét cứng 50-80 về câu đơn ngâm lăn xe. Giá bán là 350. Hàng nội địa Nhật Bản nha. Mã số 21, 350.000.
Sang 22 là một cây Shimano, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Đây, Shimano, cây này nó có in chữ Made in Japan luôn nè. Chiều dài của cần là 3m3, độ cứng là rơi tầm 50 ha, 50. 3m3 Shimano, tay cầm được bọc màng co nè. Bát gặp Fuji FS8 nè ha. Đấy, bát đời cũ thì nó sẽ ghi FS8 cho mình, cây ghi FS6 kìa. Này, khoen của nó là khoen chính hãng của cần. Khoen là khoen inox á, các xem cái khoen nó rồi. Khoen nó như vậy. Rồi, đẹp nha. Shimano này đẹp luôn, rồi có cái đinh luôn. Rồi, cái này thì bán giá 350 luôn ạ. Cho em mã số là 22, 350.000. Em sang 23 gửi đến các một cây ba khúc về câu đơn trợ máy hoặc là đi câu suối, câu bè được nè nha. Cái này nó mềm, nó độ cứng tầm cứng 10 nha. So với cần tay thì nó cứng khoảng chừng 3.5H á, tầm đó. Đây, cái này là dài 2m8, một cây Olympic, phôi fit cần gấp khúc. Tay cầm rất là đẹp, tay cầm bằng gỗ, bát vặn ha. Khoen là khoen hạng. Này để giá rẻ cho các anh chơi, độ mới còn cao nè. Rồi, ba khúc ạ. Nhỏ nhẹ dễ cầm, câu cảm giác tốt. Cái này ngọn cần là 1.5 ly, trọng lượng 164g, giá bán là 150. Chất liệu fit Nhật nha, của hãng Olympic. Chơi mã số 23, 150.000. Rồi, sang 24, gửi đến canh một cây Olympic 2 khúc. Cái này dài 1m8, có độ cứng cao ha. Ngay độ cứng của họ khoảng 60-80, đầu bu rồng rọc xoay 360 độ, dàn khoen Fuji. Chất liệu fit ha, fit Nhật. Tay cầm gỗ đế cao su cứng, không sợ mòn. Đấy. Cái này câu bè, câu sông hồ được. Ngọn 3.9 ly, trọng lượng 360g, giá bán 230. Mã số 24, 230.000. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em nha. Số điện thoại của em là 0357 76692. Tiếp theo gửi đến canh cần đẹp, độ mới cao trên 95%. Cái này Windagen dài 2m1, độ cứng là 60-100. Cần carbon về câu sông hồ, câu bè đánh biển cũng được. Phôi carbon ha, carbon sẵn. Có khoen cho canh buộc bảo hiểm nè. Tay cầm mút, dùng cho máy đứng ạ. Windagen 2m1, trọng lượng nhẹ, ngọn to, có thể tải chì lớn để ngâm được. Cái này ngọn 3.5 ly, trọng lượng 191g, giá bán là 360.000. Cần carbon, carbon sẵn, tránh xa điện giúp em. Cho em mã 25, 360k. Sang mã 26 gửi đến cái một cây cần câu Duy Trăng. Cái cần này 2m1, cứng 120. Cứng 120. Chất liệu carbon luôn. Khoen của nó là khoen hạng, nhưng mà loại sứ được mài tròn, đi dây rất là dễ, không bị xước dây. Khoen to ha, đặc biệt là khoen to gửi đến các anh, đầu bu chống sắn. Độ mới cao luôn, tay cầm cán mút đẹp, ở đây đóng kim loại rất là đẹp nè. Cảm giác cái này cầm vô sang ha. Đường kính ngọn cần là 3 ly, trọng lượng 273g, cần gấp khúc, câu máy. Mã số 26, giá là 480.000. 26 480. Em sang 27 gửi đến cái một cây cần câu súp ạ. Lục phíp súp, cái này ngắn ngụm à, và lóng ngắn và chiều dài ngắn luôn, dài là 3m, về câu đơn ngâm đăng xê. Này, thuộc dòng súp nè, dòng cần câu lục á. Em mời các xem. Khoen đẹp luôn, phôi đẹp, nước sơn đẹp, độ mới cao. Rồi, thương hiệu NGK, nội địa Nhật Bản, chiều dài 3m. Bát gập Fuji FS6. Căn này độ cứng cũng được tầm là 25-30 nha các anh nha. Chất liệu fib 25-30. Độ cứng tốt là ra càng thẳng tốt. Cho các anh về câu sông, câu hồ. Mẫu rút thì nó rất là tiện lợi. Đặc biệt cái này giá bình dân mà, và chất lượng nha. Rồi, chơi mã số 27. Em bán giá là 400. Cái này 27-400k. Sang 28 gửi đến canh cần ISO khen bé ha. Ai nào chơi ISO khen bé thì các anh biết. Câu đơn đài trợ máy nè, câu tay trợ máy, gần cầu cạn, hạ làm cần câu tay ha. Hôm nay em có từ 5m4 cho đến 8m.
Cái đầu tiên để giá rẻ cho các anh. Cái này chất liệu carbon luôn và sản xuất là tại Korea. Giá này rất là hời nha. Em bán 10 cây là còn cây á. Cái này là dài 5m4 độ cứng 2. Awamadine. Bát gập Fuji FS6. Keo chỉ tốt hết và dàn khoen Fuji luôn. Không lỗi. Bên trên nó có hai khoen chạy. Nước sơn bên trong đẹp luôn và cần đa thẳng tốt cho mình nha. Rồi. Chiều dài 5m4 độ cứng 2. Đường kính ngọn 1.5 ly, trọng lượng 315 g. Cái này em bán giá là 390 nghìn. Rồi, mã số 28, cây ISO này 390 nhé. Em sang mã 29. 29 gửi đến cánh một cây Daiwa nội địa Nhật Bản. Góc của nó đầm tay, các anh vừa câu vừa sưu tầm các anh. Bác nào thích đồ cổ thì dùng những mấy mẫu này. Góc 26.5. Đây, đồ cổ sưu tầm nè. Daiwa nội địa Nhật Bản. Cuốn chỉ quay keo Nhật hết, chuẩn Nhật luôn. Khoen bát Fuji. Chiều dài 6m3 độ cứng 2. Thu gọn 109 cm, tổng là có 7 lóng. Hàng nội địa Nhật Bản có tem vàng tem xanh hết. Stripper carbon của Daiwa. Khoen đẹp hết luôn nha. Sáng đẹp rõ nét hết. Độ cứng là cứng 2 các. Và độ mới cao nha. Nước sơn chủ đạo của Daiwa là màu nâu. À, không lỗi lầm và còn đẹp luôn các. Rồi ạ. À. Đường kính ngọn 1.5 ly, trọng lượng 532 g. Mã 29. Giá bán cái này sẽ là 790k ạ. 29 790. 6m3. Rồi sang mã 30. Cái cần của thương hiệu NFT, chiều dài là 5m4, độ cứng cao lắm, cứng 4 lần các anh. NFT ha, nội địa Nhật Bản nè, có tem trắng nè. Này, này đẹp luôn các anh. Bát gặp Fuji, phôi carbon xoắn toàn thân. Đây nè, phôi nè. Hybrid carbon. Này, khoen cũng nó giống như cây Daiwa luôn, khoen giống y hệt. Được cái độ cứng cao nữa. Cái này không biết em để giá thấp là như vậy nữa. Mà cũng có người chạy đá. Cái này em tính để 650 rồi đó các anh. Này, rất là đẹp ha. Mua về sưu tầm cũng được. Chất liệu carbon nha, không phải fib nha. Rồi NFT 5m4 cứng 4. Ngọn 2.2 ly, trọng lượng là 508 g. Em để giá là 590. Mã 30, 590 nghìn. Rồi sang 31. 31 là một cây Pro Sewe của hãng Nissin, chiều dài cao nhất luôn, 8m, độ cứng 2. Cây 8m luôn các anh. Góc là 28.1 nè. Này. Nissin nha. Bắt gặp Fuji FS7 luôn. Keo chỉ còn nguyên vẹn hết á. Về mình đánh chùi lại nhẹ nhẹ thôi. À, dàn khoen Fuji hết, trời ơi, dính bụi thôi à các anh. Đảm bảo cho các anh là đẹp, sáng, rõ luôn nha. Đấy, dính bụi thôi, em sẽ đánh lại. Ba khoen chạy nè, nó bò vào cái nắp cái dính bụi. Chán ghê. Đây, nước sơn rất là đẹp ha. Còn bóng sáng luôn nè. Đấy, siêu sáng luôn. Mà dài kinh khủng luôn. 8m các anh. Em quay em cầm thì trông nó hơi mỏi tay luôn á. Mình cầm cái góc này, mình cầm một tay nó không có thế. Rồi, cái này thì ở đây nó lỡ một tí keo thì em sẽ bôi keo vào cho mình sau. Ngọn cần 1.6 ly, trọng lượng 537 g. Giá bán là 1.850.000 nha. Mã 31, 1.850.000 cho cây 8m. Rồi sang 32. Rồi 32 trở đi thì gửi đến các những cây mẫu cần đời cao. Có 4 cây. 32. 32 cây đầu tiên nè. 30, 32, 33. 32.
Rồi, cây này là một cây Everdefill. Cây này là hàng có sở hữu cho mình là khoen bát hạng, nhưng mà nó làm đời cao hết ha. Đây, bát rất đẹp nè, mẫu mã đẹp. Cái cần dài 5m3, độ cứng 1. Nè, góc cũng làm đẹp luôn ha, làm cái kiểu dáng góc nó đẹp hết. Chất liệu carbon ha. Ngoại hình thì nó có xước nè, xước lông mèo nè. Mặt trên nó ít hơn ha. Rồi, hàng bãi Nhật thì em chỉ đảm bảo cho cái là chất lượng của cần là nó nguyên vẹn hết. Đó. Bởi vì những cái cần mà gãy là em không có đưa lên đâu các. Cái này thì ngọn đặc tháp Long Phụng ha. Và nước sơn của cái cây này là sơn lóng là nửa trắng, nửa nhám, nửa bóng nha. Đây, nhám nè, bóng nè. Nửa mờ, nửa bóng đi, gọi là mờ và bóng. Đấy, nửa mờ, nửa bóng nè. Đấy. Đó, nó là gì ha. Rồi, ok. Dài 5m3, cứng 1.5. Ngọn cần 0.9 ly, trọng lượng 248 gram. Cây này mã số 32, giá là 680. 32, đời cao 680.000. Rồi sang 33. Em có một cây NFT đẹp nè. Phôi carbon xoắn văn luôn, hai da. NFT 5m3, cứng 1. NFT Power Loop. Có tem vàng đầy đủ. Bát vặn Fuji ha. Đấy, bát mấy câu nè. Không lỗi ha. Sắn tới góc luôn. Rồi, đi kèm nắp chụp Fuji STC. Dạng khoen Fuji loại xứ xích hết ca. Em mời các xem ha. Xứ xích hết. Bên trên cần thì nó có tổng là cho mình là 4 khoen chạy. Ngọn của nó là ngọn đặc tháp Long Phụng tại đây. Nè, đời cao làm rất là mượt. Nè, phôi góc cái lóng ngọn nè. Lóng thứ hai lóng ngọn ha. Nè, tháp là đặt ở bên trên. Rộng ở bên dưới. Nó làm xoắn văn luôn. Nó nổi hết ca. Cái này là toàn thân là xoắn hai da hết. Nè, xoắn hai da hết ha. Ok. Ngọn cần là 1 ly, trọng lượng 218 gram, giá bán là 1.750.000. Mã số 33, 1750K. Sang 34 gửi đến cái một cây 5m4 cứng 5m3 cứng 1 của Daiwa. Daiwa ha. Đời cao luôn. Tay cầm dạng bầu nè. Rồi 5m3 cứng 1, phôi carbon xoắn ít Amorpho Wicker Power Mat. Bát vặn Daiwa chính hãng, góc nhỏ, cái bát nó luồn vào góc luôn ha. Ngoại hình cũng có sơ xước nhẹ thôi. Cái này nó có định vị, tất cả định vị. Đây dàn khoen Fuji loại xứ xích ha. Nắp chụp nó dính rôm á, nắp chụp dính mấy cái rôm cát á. Đây, khoen đẹp chưa? Xứ xích hết. Và đặc biệt là có định vị cho mình luôn nha. Nè, định vị nè các anh. À, cái viền vàng ha, viền trắng, viền vàng định vị nè. Cái này sở hữu cho mình là cái ngọn carbon, carbon xoắn luôn. Nè, có định vị hết coi. Phôi xoắn nè, định vị nè. Ok. Đường kính ngọn 1.3 ly, trọng lượng là 180 gram. Mã 34 giá là 1.250.000. 34 1.250K. Rồi sang 35 mã cuối cùng. Cây này có giá trị cao nha. Đây là một cây ISO Daiwa dòng này nè. Oleka Daiwa. Các anh cứ gõ Daiwa ISO Oleka là nó biết cho các anh biết cái giá trị của nó cao cỡ nào luôn ha. Cái phôi của nó này, cái nước sơn này. Đó. Ở trong video thì nó hơi khó thấy thôi. Rồi, cái Daiwa này hàng made in Japan nha. Có mã code và in tem vàng đầy đủ cho mình. Chiều dài 5m3, độ cứng 2 các anh. 5m3 cứng 2. Bát vặn chính hạng của cần. Cần cũ đã qua sử dụng luôn ha. Rồi, sở hữu cho mình những cái công nghệ đặc biệt rồi. Hai bì Foreman. Và đặc biệt nè, cái lóng này.
Ở đây thì nó nhám trắng thôi, các anh về chịu khó vệ sinh là được à. Em sẽ đánh lại, nó dính bụi nhiều quá các. Nè, cái đầu lóng thứ hai của nó có đóng cái chiếc nhặn nè, ha, chiếc nhặn và khoen của nó bên dưới là nó có hai khoen chạy luôn. À, có đóng chiếc nhặn bên chính giữa nữa nè. Đó. Ngọn của nó là nó có sở hữu cho mình là 4 khoen chạy luôn ha. Và có định vị nè. Ngọn cần cũng nó giống cái cây Daiwa kia luôn. Là carbon hết. Dàn khoen của cần là Fuji loại xứ xích hết nha các anh. Cái này hàng thì đảm bảo cho các anh là hàng không lỗi lầm. Lỗi lầm thì em chịu cho. Ngọn cần là... Từ em lo ngọn này. Đường kính ngọn là 1.3 ly các anh. Trọng lượng của nó hiện tại là 260g. Ok ha. Daiwa ISO Oleka. Cái cần này nhiều giá và bán là 3.850.000 nha. Mã 35, 3.850.000. Nắp chụp. Và rồi em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ kênh với nha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình. Số của em là 0356776692. Chúc các anh cuối tuần vui vẻ, may mắn nha. Xin chào tạm biệt.